Công tác phòng chống dịch hiện nay của Việt Nam đã chuyển sang tình hình mới với hai khu vực, nhiễm nặng và an toàn. Vì vậy, các biện pháp phòng chống dịch cũng cần phải thay đổi, điều chỉnh để áp dụng với từng khu vực khác nhau. Đây là nội dung chính trong cuộc họp về các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 9. Các chuyên gia cho rằng cần có một bộ tiêu chí cụ thể cho tất cả các địa phương hoặc tiêu chí cấp tỉnh, thành, quận, huyện, xã, phường để áp dụng các biện pháp phòng dịch cho phù hợp với từng địa phương, khắc phục được những bất cập hiện nay. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu, người già và bệnh nền để giảm tử vong, nhưng vẫn cần phải phân bổ vaccine vào các khu vực cần bảo vệ trước mắt để tạo miễn dịch cộng đồng. Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Y tế cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ em. Hiện nay đang có khoảng 10.000 trẻ em mắc và có khoảng 2.000 trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, công tác phòng chống dịch hiện nay của Việt Nam đã chuyển sang tình hình mới với hai khu vực là nhiễm nặng và an toàn. Vì vậy, các biện pháp phòng chống dịch cũng cần phải thay đổi, điều chỉnh để áp dụng với từng khu vực khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế. Có như vậy, công tác phòng chống dịch mới phát huy được hiệu quả và nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.